đi dạo chợ một vòng. Chợ quê bán đồ. Này lúc lúc trước Út ngồi đây nè. Ăn bánh mì không? Bánh mì đi. Muốn mì. Mì bì gì hả? Mì thịt thôi. Hả? Này kia. Thịt Ừ. nạc. Lấy em 4 ổ bánh mì thịt nạc á. Rồi đi vòng lại lấy. Đi vòng lại lấy. Hả chị? 4, 4. Đi xuống đi đây coi. Chợ quê. Nè này về gọt nửa bỏ nửa liền ăn chừng mua chừng hao. Ừ. Mà có mấy người bán? Ừ. Đồng quá. Bông xua đũa nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.